Chào chị Thảo các bác nhé, thì hôm nay bên em lại về một cái máy, nó gọi là cái máy siêu VIP Pro các bác nhé, máy đấm lưng này. Đây là da napalm các bác nhé, da này còn nguyên luôn, còn thơm mùi da nhé. Đấy, thì sau đây thì em sẽ màn trình diễn đấm lưng này. Đây, sợ nào, đồ rộ. Đấy, các bác dí trực tiếp vào lưng này, các bác nhìn cái độ rung của nó nhỉ. Cái này mà bác nào mà bị đau lưng nhé, đau lưng, đau cột sống này, nó giảm đau lưng, đau cột sống này, đấy. Massage như là massage ấy, đấm lưng nó không phải là máy đấm hẳn nhá, mà nó đấm lưng bằng da nhá, nó không bị đau lưng này. Nó hai chế độ này. Nó hai chế độ, chuẩn độ này, lấy chế độ nó này coi nhá. Đấy, nhanh chậm tắt này, tắt. Tắt ở giữa đây rồi, để lên trên là nhanh. Để lên trên là nhanh, để dưới kéo dưới là chậm nhá. Cái này hay. Rất là hay. Đấy. Nhưng cái này vẫn phải lót một cái lớp áo chứ không mà. Ừ, lót cái áo thì nó bởi kéo lớp áo thì nó sẽ nó đỡ bị lì. Đấy. Đấy nhá. Cảm giác thật sự là tê các bác nhá. Đấy, cực kỳ hay các bác nhá. Cái này thì thường thì cái buổi tối bác nào mà đi làm về mệt mỏi ấy, ta lôi cái này ra ấy, vợ đấm chồng đấm vợ nhé. Đấy, hay là có người yêu thì hai người đấm cho nhau, cực kỳ ok các bác ạ. Điện thì điện 110 hết nhá, tất cả là hàng Nhật. Đấy, bác nào thích nó thì cứ alo cho em nhá, 0983 39755 nhá, hoặc là 096 mấy nhỉ. 0962 396 383 nhé. Đấy. Đấy, em xin các kết thúc clip tại đây nhé. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ sớm giúp em nhé. Đây, em chào các bác.